xin chào tất cả các em. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau học tuần 17, chủ đề vườn ươm. Và bài hôm nay chúng ta học đó là bài 4, bài vấn yếp và vấn ướp. Các em hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cô nhé. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau quan sát bức tranh và cho cô giáo biết trong bức tranh em nhìn thấy đó là hình ảnh gì. Các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh cô giáo và các bạn học sinh đang đứng nói chuyện, trò chuyện với nhau. Và ở đây bên cạnh đó là một giàn mướp. Giàn mướp này có rất là nhiều quả. Và bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài học. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đánh vần và đọc trơn vần sau. I e p iep iep i e p iep iep. Vần iep có i e đứng trước, âm p đứng sau. I e là nguyên âm đôi đứng trước và âm p là âm cuối. I e là âm chính. Ư ơ p ướp ướp. Ư ơ p ướp ướp. Vần ướp có ư ơ đứng trước, âm p đứng sau. Ư ơ là nguyên âm đôi và là âm chính, còn âm p là âm cuối. Cô mời các em đọc lại. Yếp ướp. So sánh cho cô vần yếp và vần ướp xem có điểm gì giống và khác nhau. Các em ạ, vần yếp và vần ướp có điểm giống nhau, đó là đều có âm cuối là âm p. Và khác nhau ở âm chính, nguyên âm đôi, đó là khác nhau ở âm i e và ư ơ. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau luyện đọc mô hình sau. Đờ, âm đầu là âm đờ, ghép với vần yếp. Và tiếng ở đây đó là đờ, yếp, điếp, nặng, điệp, điệp. Tiếng điệp có âm đờ đứng trước, vần yếp đứng sau, thanh nặng dưới ê. Chúng ta sẽ được tiếng mới, đó là tiếng điệp. Đờ, yếp, điệp. Cô mời các em hãy quan sát cho cô giáo bức tranh sau. Các em có biết đây là loại cây hoa gì không? Các em ạ, đây là một loài hoa rất là đẹp, có màu sắc vàng rực rỡ. Và đây chính là hoa điệp vàng đấy các em ạ. Đờ, yếp, điếp, nặng, điệp. Vờ, an, vang, huyền, vàng. Điệp, vàng. Trong từ điệp vàng, tiếng nào có chữ vần hôm nay chúng ta học? Mời các em nhập kết quả giúp cô. Các em ạ, trong từ điệp vàng thì tiếng điệp có chứa vần yếp hôm nay chúng ta học đấy. Đờ, yếp, điếp, nặng, điệp. Điệp, điệp, vàng. Tiếp tục các em quan sát cho cô bức tranh thứ hai. Các em cho cô giáo biết em nhìn thấy trong bức tranh đó là hình ảnh cây gì. Các em ạ, đây chính là một giàn mướp. Và giàn mướp này là giàn mướp hương, rất là thơm và ngon các em ạ. Cô giáo có từ sau. Mờ ướp mướp sắc mướp. Hờ ương hương. Mướp hương. Cho cô giáo biết trong từ mướp hương thì tiếng nào có chữ vần hôm nay chúng ta học. Các em hãy nhập kết quả giúp cô nhé. Các em ạ, đáp án của cô là trong từ mướp hương thì tiếng mướp có chứa vần ướp hôm nay chúng ta học đấy. Mờ ướp mướp sắc mướp. Mướp. Tiếng mướp có mờ đứng trước, vần ướp đứng sau, thanh sắc trên ơ. Mướp hương. Cô mời các em hãy đọc lại cho cô giáo phần này. Yếp ướp. Đờ yếp. Điệp. Điệp vàng. Mướp hương. Tiếp tục bây giờ cô mời các em hãy chuyển sang phần luyện viết. Các em hãy chuẩn bị cho cô giáo bảng con. Chúng ta luyện viết vần yếp. Vần yếp chúng ta viết con chữ I có độ cao là 2 ly. Con chữ E có độ cao là 2 ly. Và con chữ P có độ cao là 4 ly. Chúng ta sẽ được vần yếp. Chúng ta viết từ điệp vàng. Chữ điệp chúng ta viết trước đó là con chữ đờ có độ cao là 4 ly, ghép với vần yếp. Thanh nặng dưới con chữ E, chúng ta được chữ điệp. Từ chữ điệp sang chữ vàng, chúng ta cách một con chữ O. Chúng ta viết con chữ vờ có độ cao là 2 ly. Con chữ A và con chữ N có độ cao là 2 ly. Và con chữ G có độ cao là 5 ly. Thanh huyền trên con chữ A, chúng ta được chữ vàng.
Vần ướp chúng ta viết con chữ ư và con chữ ơ có cùng độ cao là 2 ly. Con chữ bờ có độ cao là 4 ly. Tiếp tục từ mướp gương, chúng ta viết chữ mướp trước. Con chữ mờ có độ cao là 2 ly. Ghép với vần ướp chúng ta vừa luyện viết. Thanh sắc trên ơ, chúng ta sẽ được chữ mướp. Từ chữ mướp sang chữ hương, chúng ta cách cho cô một con chữ o. Chúng ta viết con chữ hờ. Ghép với vần ương, chúng ta sẽ được chữ hương. Như vậy là cô hướng dẫn các em luyện viết xong vần và từ ứng dụng. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo. Các em hãy quan sát bức tranh và cho cô giáo biết trong bức tranh đó là hình ảnh cây gì. Các em ạ, cô xin giới thiệu với các em đây chính là hình ảnh cây diếp cá. Diếp cá là một loại thức ăn rất là bổ mát và rất tốt cho sức khỏe của con người. Nó là một vị thuốc chữa nhiều bệnh khác nhau. Giờ yếp diếp sắc diếp, cờ a ca sắc cá, diếp cá. Cho cô giáo biết trong từ diếp cá thì tiếng nào có chữ vần hôm nay chúng ta học. Cô mời các em nhập vào phần bình luận giúp cô. Trong từ diếp cá thì tiếng diếp có chứa vần yếp hôm nay chúng ta học đấy. Giờ yếp diếp sắc diếp, diếp cá. Các em quan sát tiếp bức tranh thứ hai và cho cô giáo biết các bạn nhỏ trong bức tranh đang cho chơi trò chơi gì. Các em ạ, đây chính là một trò chơi trong trường học của chúng ta, đó là trò chơi cướp cờ. Cờ ướp cướp sắc cướp, cờ ơ cơ huyền cờ, cướp cờ. Trong từ cướp cờ thì tiếng nào có chữ vần hôm nay chúng ta học? Các em ạ, trong từ cướp cờ thì tiếng cướp có chứa vần ướp hôm nay chúng ta học đấy. Cờ ướp cướp sắc cướp, cướp cờ. Tiếp tục các em cho cô giáo biết, em có biết đây là cái gì không? Các em ạ, cô xin giới thiệu với các em đây chính là một cái tấm liếp. Và tấm liếp này được đan bằng tre, lứa và để chắn gió, chắn che gió, che mưa. Cho thời ngày xưa là thường hay làm cái này để làm cửa sổ, liếp cửa nhà. Đấy, để che chắn mưa gió. Tờ âm tâm sắc tấm, lờ yếp liếp sắc liếp, tấm liếp. Trong từ tấm liếp thì tiếng liếp có chứa vần yếp. Hôm nay chúng ta học lờ yếp liếp sắc liếp, tấm liếp. Tiếp tục bức tranh cuối cùng. Các em cho cô giáo biết trong bức tranh đó là hình ảnh gì? Các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh một cái lễ hội rất là đẹp và cầu kỳ. Và người ở đây đi thì rất là đông. Và người đi đông như thế này thì người ta gọi là lườm nượp đấy các em ạ. Lườm nượp tức là rất là nhiều người, người này nối tiếp người kia đông đúc. Thì gọi là lườm nượp. Cô giáo có từ lườm nượp. Nờ ươm nươm huyền nườm. Nờ ướp nướp nặng nượp. Nườm nượp. Trong từ nườm nượp thì tiếng nào có vần hôm nay chúng ta học? Mời các em nhập vào phần bình luận. Các em ạ, trong từ nườm nượp thì tiếng nượp có chứa vần ướp hôm nay chúng ta học đấy. Nờ ướp nướp nặng nượp. Nườm nượp. Chúng ta cùng đọc lại các từ này. Diếp cá, cướp cờ, tấm liếp, nườm nượp. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau chuyển sang phần luyện đọc. Các em nghe cô đọc mẫu và tìm cho cô giáo xem bài đọc gồm có mấy câu. Vườn, nhà. Nhà hiệp có mảnh vườn nhỏ. Mẹ trồng mướp hương, rau diếp cá. Bố trồng táo, hồng xiêm. Mẹ nói cây xanh góp phần chống ô nhiễm. Ngày chủ nhật, hiệp thường tưới nước, nhổ cỏ cho cây. Cả nhà đều yêu quý mảnh vườn xanh mát. Cho cô giáo biết bài đọc này gồm có mấy câu. Đáp án của cô là câu thứ nhất từ đầu cho đến vườn nhỏ. Câu thứ hai từ mẹ chồng cho đến diếp cá. Câu thứ ba từ bố chồng cho đến hồng xiêm. Câu thứ tư là từ mẹ nói cho đến ô nhiễm.
Câu thứ 5 là ngày chủ nhật cho đến cho cây. Câu thứ 6 là câu còn lại. Như vậy bài đọc này gồm có 6 câu. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đánh vần và đọc trơn từng câu một nhé. Nhờ A Nha huyền nhà, hờ yếp yếp nặng hiệp, cờ o co sắc có, mờ anh manh hỏi mảnh, và ươn vươn huyền vườn, nhờ o nho hỏi nhỏ, nhà hiệp có mảnh vườn nhỏ. Mờ em e nặng mẹ, chờ ông trông huyền chồng, mờ ướp mướp sắc mướp, hờ ương hương, rờ ao rau, giờ yếp diếp sắc diếp, cờ a ca sắc cá, mẹ chồng mướp hương, rau diếp cá, bờ ô bô sắc bố, chờ ông trông huyền chồng, tờ ao tao sắc táo, hờ ông hông huyền hồng, sờ im xiêm, bố chồng táo hồng xiêm, mờ em e nặng mẹ, nó noi sắc nói, cờ ê cây, sờ anh xanh, gờ óp góp sắc góp, phở ân phân huyền phần, chờ ông trông sắc trống, ô, nhờ im nhiêm ngã nhiễm, mẹ nói cây xanh góp phần trống, ô nhiễm, ngờ anh ngay huyền ngày, chờ u chu hỏi chủ, nhờ ất nhất nặng nhật, hờ yếp yếp nặng hiệp, thờ ương thương huyền thường, tờ ươi tươi sắc tưới, nở ước nước sắc nước, nhờ ô nhô hỏi nhỏ, cờ o co hỏi cỏ, chờ o cho, cờ ê cây, ngày chủ nhật hiệp thường tưới nước nhỏ cỏ cho cây, cờ a ca hỏi cả, nhờ a nha huyền nhà, đờ eo đeo huyền đèo, yê u yêu, quả y quy sắc quý, mờ anh manh hỏi mảnh, và ươn vươn huyền vườn, sờ anh xanh, mờ át mát sắc mát, cả nhà đều yêu quý mảnh vườn xanh mát. Như vậy là cô hướng dẫn các em luyện đọc từng câu một. Bây giờ các em hãy cho cô giáo biết trong bài đọc này thì những tiếng nào có chữ vần hôm nay chúng ta học. Các em ạ, cô tìm thấy tiếng đầu tiên, đó là tiếng diếp, có chứa vần yếp, giờ yếp diếp sắc diếp, diếp. Như vậy trong bài đọc này chỉ có mỗi tiếng diếp có chứa vần yếp thôi các em ạ. Cô xin lỗi nhá, tiếng mướp nữa, mờ ướp mướp sắc mướp, mướp, tiếng mướp có mờ đứng trước, vần ướp đứng sau, thanh sắc trên ơ. Như vậy có tiếng mướp và tiếng diếp có chứa vần hôm nay chúng ta học đấy. Bây giờ các em hãy trả lời cho cô câu hỏi sau. Nêu tên các loại cây được bài đọc nhắc đến. Trong bài đọc có nhắc đến các cây, đó là cây diếp cá, cây mướp hương, cây táo và cây hồng xiêm đấy các em ạ. Như vậy là cô hướng dẫn các em luyện đọc xong bài vườn nhà. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài phần tiếp theo. Chúng ta cùng nhau đọc một bài vè về cây. Các em hãy đọc theo cô. Vo vỏ vò vo, cây nhỏ cây to, cây cò đậu, cây sáo đậu trèo, cây rắn leo, cây mèo nhảy, cây gãy cành, cây xanh lá, cây xây rạ, cây trồng rơm, cây đơm quả, cây xả hương, cây bám tường, cây cắm đất, ta ngồi ta nói thật, cây tre xanh cật, ruột trắng như bông, cây mít đỏ lòng, cây thông nứt vỏ, cây ngó thân mềm, cây sen cứng cáp, cây núc nác da xanh, cây chanh chua quả, cây xả cây sung, là cùng chú bác,
cây năn cây lác hay mọc giữa đồng, cây đậu cây bông hay ưa ruộng cạn, cây khoai lạng vạng leo dọc vòng cao, ăn quả cây nào ta rào cây ấy, quả hồng béo ngậy da đỏ hồng hào, quả cam xanh sao muối ăn thì ngọt, quả bồng quả nhót chua lét chua le, quả đào ngon ghê, quả na ngon gớm, quả thị vàng ruộm rộm thơm lựng cả nhà, hương ổi bay xa gọi người đến hái, còn cây cỏ dại chẳng ai thèm nhìn, mời bạn ngồi im nghe tôi nói thật, cây lúa là nhất ở giữa trần đời, ta đi dạo khắp trăm nơi, cây lúa đẹp nhất ở nơi đồng làng. Một cây, hai cây, ba cây, bốn cây, năm cây, cây làm vầy, cây làm cột, cây che rột, cây làm xà, cây cúng hoa, cây đơm cháy, cây cho gậy, cây đóng thuyền, cây đan phên, cây chắn dậu, cây đậu leo, cây khiêng heo, cây đèo chó, cây đánh hổ, cây bắt voi, cây làm roi, đi đánh giặc. Như vậy đây chính là bài vè nói về các loài cây. Các em hãy về nhà luyện đọc các bài này nhé. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em vào tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh. Comment để nêu ý kiến của bạn. Đăng ký kênh để được xem video mới.